ngày 4 tháng 8, Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hà, sinh năm 1998, trú ở xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 5 tháng 6 năm 2022, Công an thị xã Duy Tiên nhận được tin báo của gia đình anh Lê Sĩ Lăng, trú ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, về việc bị một nhóm đối tượng đi xe mô tô ném đá làm thủng kính chắn gió xe ô tô trong quá trình điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H17888 trên quốc lộ 38 thuộc địa phận phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên. Hậu quả làm anh Lăng bị hỏng mắt phải và chấn thương sọ não. Xác định hành vi nguy hiểm của các đối tượng, Công an thị xã Duy Tiên đã chỉ đạo đội điều tra tổng hợp phối hợp với công an các phường Bạch Thượng, Đồng Văn và Yên Bắc, thị xã Duy Tiên tập trung lực lượng để truy xét nhóm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Duy Tiên đã làm rõ Trần Văn Hà là thủ phạm gây ra vụ án trên. Qua đấu tranh, Trần Văn Hà khai nhận do quen biết với một số đối tượng trên địa bàn phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên. Sau khi uống rượu, bia xong thì đã rủ nhau đi ném kính xe ô tô đi ngược chiều ở các đoạn đường vắng. Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ Hà và các đối tượng đã gây ra nhiều vụ ném kính xe ô tô ở trong và ngoài địa bàn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.